Rồi, chào cả nhà nhé. Hôm nay đưa quý vị đi thưởng thức phở gà miếng gà Hà Nội nhé. Đây, giá là 32 đến 37 ngàn một tô nhé. Đây, trong đây anh đang làm đây. Đây, phở gà miếng gà Hà Nội. Rồi, chúng ta sẽ vào thưởng thức phở nha quý vị ơi. Đây quý vị ơi, đây là cái tô bún gà một tên gọi nhé. Thấy là nhìn rất là hấp dẫn nhé. Đây có gà này, gà này, gà xé nhé, hành, bên này là rau này. Rồi mời cả nhà cùng thưởng thức nhé. Anh đặt nhà, 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 anh đặt nhà
đi một lượt nhưng mà cứ cái gì bảo anh sẽ được nghĩ là cô hỏi để tao biết là mày lên mày hỏi cái gì bây giờ hỏi là bây giờ đòi thì không đổi được không đổi được đấy là không đấy là
Thank you.